Chào các bạn nhé, hôm nay mình tiếp tục mình trồng cái cây mai đế thú này cho các bạn xem này. Đấy, cái cây mai đế thú này nó rất là đẹp, nhưng mà cái cách trồng thì của mình ấy là mình cậy hết ra, cậy hết cái đất cũ đi, thì cây mai nó khi mình trồng mình cho sơ dừa với cho trấu vào thì nó cây mai nó mới phát được. Đấy, cậy hết những cái đất, nó thoáng, nó lộ cái đầu rễ nào, cái đầu rễ mà nó dập đấy hoặc là nó bị xước ấy là mình bỏ luôn đấy. Những cái rễ vàng vàng này là không phải rễ của nó, bằng cái rễ dừa đấy. Đấy, mình cứ giật hết ra cho mình cậy ra cho nó thoải mái, đừng có sợ cái cây mai đánh về là mình cứ trồng mình để cả vì sau nó yếu cây lắm, nên là mình cậy cái này nó sung lắm. Đấy, cậy hết cái đất đất cũ của nó đi. Đấy, chọc hết ra, không có nên để. Đấy, cậy sau này mình cứ để vậy là mình những cái đầu rễ nào mà nó dập đấy là mình cắt nó luôn đi, tốt hết những cái này bằng cái rễ dừa, cái vàng vàng cái rễ dừa này. Đấy, cây mai đế thú này rất là đẹp, mình có hai cây này mình trồng cho các bạn xem, giật hết cái rễ dừa này, đó, cái này là cái rễ dừa này, cậy hết. Không có sợ, đừng có sợ cái cây mà nhiều người về cứ để cả vậy, lúc trồng nó hay bị thối, cái đầu rễ nó chết, nó không thoát nước được. Đấy, nên là mình bấm nó đi này là khi mình trồng xuống là nó sau này nó tiếp xúc với sơ dừa với cho trấu là nó thoáng cái bộ rễ là nó rất là sung, nó không bị đọng nước, nó không chết. Trước tôi cũng có trồng một cây tôi không cậy ra để nó bị sau này nó suy cây, nhưng mà mình cậy ra mình cắt những cái rễ dập đi rồi mình trồng cho cháu là mình trộn lại là sau này nó cây nó khỏe lắm, đừng có sợ cái gì hết, bấm hết những cái đầu nào nó dập dạp ấy. Rồi mình làm cây thứ hai này, chung hai cặp này là toàn đế thú ấy, cái dàn của tôi còn nhiều lắm nên là các bạn có nhu cầu mua thì cứ điện thoại trực tiếp, số điện thoại tôi để trên màn hình ấy. Đó, cái cây này đấy, cắt hết cái bầu ra xong rồi chọc hết cái đất cũ đi, xé hết nha. Đấy, nhiều người cứ sợ bảo là cứ để tọt vào trong chậu trồng lúc tưới nó bị động nước, thối cái đầu rễ, nhưng mà mình chọc ra như này này, lúc mình trộn cho trấu vào sau nó sung lắm, cái cây nó bắt trực tiếp mình tưới là nó thoát cái đầu rễ, chứ để cả cái bồn đất này là cây nó không không mạnh đâu, nên là mình không nên sợ, mình cứ cậy hết ra thì cái cây sau này nó sung lắm, nó gặp được cái sơ dừa với lại cho trấu là nó khỏe lắm, thì tôi trồng nhiều lần tôi biết, thì các bạn theo dõi rồi sau này nó ra tay tán là tôi uốn lại cho các bạn xem nó sung lắm. Hôm nay bắt đầu tiên là tôi cậy hết ra. Đấy, bấm những cái đầu rễ mà nó dập là bấm luôn, không nên. Đấy, cái cây đế thú này nó có cái đuôi đẹp lắm. Cái rễ giữa này là mình cứ để vậy mình trồng đi, sau này nó khỏe là bắt đầu mình bỏ đi. Còn trước mắt là mình cứ trồng rồi đã. Đấy, những cái đầu rễ dập này là mình bỏ luôn, không tiếc. Sau này nó ra cái thêm cái đầu rễ đấy. Chứ mình đánh mình lôi ấy, biết sao cái đầu rễ nó dập thì mình cứ để vậy là nó bị thối, nó không đâu có phát được đâu. Nên là cắt đi, cắt hết đi. Nhiều người đánh cây về nó cứ để vậy là bắt đầu mang là ném vào trong 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 chậu trồng nó mà chỉ bên đất không ấy, là tưới nó bị lèn đấy. Rồi bây giờ tôi mang ra tôi trồng cho các bạn xem. À, trộn sơ dừa tôi trồng xong rồi tôi tưới rũ xuống. Đấy, trồng xong rồi đấy. Bây giờ tưới tưới lắp cho nó cái sơ dừa nó xuống dưới đất, càng mịn xuống dưới càng tốt. Đấy, lay cho nó lọt hết sơ dừa xuống. Đó. Đó, cho nó tưới cho nó thật đẫm, cái lần này thật đẫm trong khoảng 3-4 ngày là bắt đầu mình cứ hòa thuốc kích thích mình tưới cho nó, kích thích mình trộn hai thứ lại, chọn cái hai cái thuốc kích thích cái nào cũng được, rốt hai cũng được mà atonic cũng được, N3M cũng được, mình trộn hai cái lại. Đấy, là nó cái cây nó rất là khỏe, nó tưới xong rồi lắc đều cho cái sơ dừa nó xuống cái đầu rễ cho nó lọt hết xuống dưới ấy. Không có nên sợ, cứ tưới như vậy là
nó thật đẫm, nó chảy hết cái chất chát ra, chảy chất chát thì sau là cái cây này nó bám hết vào cái đầu rễ. Cứ tưới đi, xong rồi tí nó lại đổ tiếp một lớp nữa. Đấy, cứ lắc sao cho cái sơ dừa nó bám hết vào cái đầu rễ bên dưới ấy. Đừng có để nó hỏng chân, hỏng chân là nó không ấy đâu. Rồi cho thêm, cho thêm cái phân trộn này. Đó, cái phân trộn này đổ vào. Đấy, phân trộn thì nó gồm có chấu, rồi là vỏ lạc, cho sơ dừa, gọi là vỏ hậu phộng đấy. Đấy, trộn chung với nhau là mình ấy tưới sao cho nó chảy hết cái chất chát đi, cho nó càng rèn nữa đấy. Thế là vì sau này khi nó khỏe rồi bắt đầu mình cứ bới ra là cái đế nó rất là đẹp. Trước mắt thì mình cứ cho nó thật kỹ, là mình tưới cho nó cao lên một tí, sau này nó ra lá ra tay tán rồi là mình sẽ bắt đầu mình cào cái đế là nó giống con thú lắm. Hai cây này cứ trước mắt là cứ để, sau này bắt đầu nó ra theo nào đấy, nó khỏe mạnh bắt đầu nó kéo sẹo cái là mình ghép là nó khỏe lắm. Ghép theo cái ý của mình muốn chỗ nào, cái đầu nào thì mình ghép theo đúng cái chỗ đó thì cái cây nó có giá trị. Trước mắt là mình cứ trồng cho nó khỏe đã. Đấy, tưới cho nó thật chảy đấy, nó chảy liền hết ra cái đít chậu. Chứ tưới mà nó không thoát được nước là cái cây nó bị thối đầu rễ, nó chết ngay. Đấy, nên là mình cứ tưới cho nó kỹ vậy. Cứ đổ nhiều đấy, cứ làm là mấy lần vậy, nó cây nó mới xuống hết được. Khi mình cứ bỏ nhiều quá mà mình không ấy là nó không xuống hết được. Đấy, lắc lắc vậy xong rồi cho nó xuống hết, tưới cho nó đẫm, cho nó cao hơn cái chậu hay là cái cây. Nên mùa mưa này là trồng cây vừa này mùa mưa nên là mình phải cho cái thoát nước nó cao, càng cao hơn cái mặt chậu càng tốt cho nó thoát nước. Đấy, nó thoát nó chảy hết như vậy, không nên giữ nó đọng nước. Đấy, trồng mai mùa mưa là các bạn cứ trồng cao, đừng có trồng thấp quá mà nó thối rộng đầu rễ là nó hư cây, nó không phát được. Rõ ràng nó xanh cả mấy tháng trời nhưng mà sau nó bị thối đầu rễ là nó không mọc mầm đâu. Đấy, tôi trồng này là 15 ngày là nó phi mầm ra ngay. Đấy. Đó, tưới cho nó thật đều, nó kỹ. Rồi để có tầm 4-5 ngày là nó chảy hết cái chất chát ra, xong rồi là mình hòa thuốc kích thích, bắt đầu mình mới tưới cho nó. Cho nó đều ra, cứ cho nó ngập hết cái thân nó đi cũng được. Xong rồi khi này nó ra tay tán là lúc đó mình hẵng lên sửa lại cái đế. Đấy, cái cây đế thú là mình sau này nó lộ ra mình. Đấy, con tưới cho nó đều vào cho bố. Đấy, con út tôi đấy, nó phụ. Sang bên này con ơi. Đấy, tưới cho nó đều, cho nó thoát hết, cho nó cao, nó phủ hết cái đế, cho nó khỏe cái đế. Đấy, nó không bị cháy đế. Đấy, tưới, càng tưới kỹ bao nhiêu càng tốt, cho nó chảy hết cái chất chát ra. Đấy, sau này bắt đầu nó ra mầm ra giếc rồi mình biết bỏ phân gì thì mình bỏ, phân gà hay phân chuồn quế hay là phân bò thì mình bỏ ít thôi. Còn trồng trên chậu thì mình chủ yếu mình trồng xử lý bằng DAP hoặc là lân. Còn có phân gà, phân gì mình cũng phải ủ thật kỹ. Đấy, chảy cái nước nó chảy nó lèn hết ra như vậy càng tốt. Không được đọng trên chậu. Đọng trên chậu mùa mưa mà để nó đọng là nó hư hết cây. Đấy, cho nó ngấm hết xuống cái bên dưới cho nó càng kỹ càng tốt. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất. Rồi là các bạn có nhu cầu mua thì mình có nhiều cái cây đế thú này rất là nhiều. Mình cũng trồng lại một loạt cái đợt này nó vào cái dịch bệnh ấy, nên là bán nó rất là khó. Thì thôi mình cũng trồng lại, xong sau này ai có nhu cầu mua thì mình cũng bán thôi. Mình trồng mình để mình bán rồi, cũng không có điều kiện chơi. Và video này là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.